Bạn là chủ quán cà phê đang tìm kiếm một bộ bàn ghế cà phê sân vườn chất lượng cao và thiết kế hiện đại để nâng cao không gian quán của mình. Hãy để Nội thất Đức Thông giới thiệu đến bạn bộ bàn ghế cà phê mã sản phẩm BGDV903DN là sự lựa chọn hoàn hảo cho quán cà phê của bạn. Với khung ghế cà phê làm bằng sắt sơn tĩnh điện, bộ bàn ghế cà phê này đảm bảo độ bền và chống rỉ. Không chỉ vậy, việc dùng khung ghế sắt còn mang lại cho bàn ghế cà phê tính thẩm mỹ cao và hiện đại. Dây nhựa giả mây màu đen được sử dụng để làm nên vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho bộ bàn ghế cà phê. Màu đen cũng là gam màu phổ biến trong thiết kế nội thất, giúp cho bàn ghế cà phê hài hòa với không gian xung quanh. Ghế cà phê cao 420mm được trang bị nệm simili cao cấp, mang lại sự thoải mái cho người ngồi. Chiều cao của ghế cũng phù hợp với chiều cao của bàn là 550mm, tạo ra sự cân đối và hài hòa trong không gian quán cà phê của bạn. Bộ bàn ghế cà phê này không chỉ phù hợp với không gian sân vườn, mà còn có thể được sử dụng ngoài trời hoặc nơi ban công. Với thiết kế sang trọng và hiện đại, bộ bàn ghế cà phê này giúp quán cà phê của bạn trở nên ấn tượng và thu hút khách hàng. Không chỉ là một bộ bàn ghế cà phê thông thường, mà đây là một mẫu sản phẩm mà bán chạy nhất tại cửa hàng Nội thất Đức Thông. Chúng tôi cam kết bàn ghế cà phê của chúng tôi được làm từ chất liệu chất lượng cao, đảm bảo độ bền và an toàn cho khách hàng. Điều này giúp sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và có thể sử dụng lâu dài mà không lo bị hư hỏng. Chính sách bán hàng của chúng tôi luôn cam kết cung cấp sản phẩm bàn ghế cà phê chất lượng với giá cả hợp lý. Hãy liên hệ ngay để đặt mua bộ bàn ghế cà phê và nâng cao không gian quán cà phê của bạn. Với sản phẩm chất lượng cao, thiết kế hiện đại và giá cả hợp lý, chúng tôi tin rằng bạn sẽ hài lòng với sự lựa chọn của mình.